Thưa quý vị, trong thời điểm này, không chỉ các trường trung học phổ thông có không khí rất tất bật, mà tại các trường đại học, nhiều thí sinh đã tranh thủ đến để nộp hồ sơ xét tuyển theo các phương thức khác nhau. Sự rộn ràng của mùa tuyển sinh năm 2022 đã ngập tràn tại các phòng tuyển sinh. Và ngay sau đây là ghi nhận của chương trình tại trường đại học Hoa Sen. Đây là hai trong số nhiều bậc phụ huynh đã thay con đến trường đại học Hoa Sen để làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường bằng phương thức xét tuyển điểm học bạ. Không chỉ làm hồ sơ, các bậc phụ huynh còn cẩn thận hỏi nhiều vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, thực tập, các cơ sở giảng dạy của nhà trường. Đó là để yên tâm phần nào về nơi mà các con em mình sẽ theo học trong suốt quãng đời đại học sắp tới. Các bạn học sinh tới và kể cả phụ huynh tới thì các bạn tìm hiểu về các cái chương trình đào tạo của trường cũng như là cơ sở vật chất của trường Đại học Hoa Sen và những cái chính sách về những cái trải nghiệm của Đại học Hoa Sen như là những cái câu lạc bộ, những cái hoạt động của trường Đại học Hoa Sen cũng như là cái cơ sở vật chất và nơi mà các bạn sẽ tham gia học tập cũng như là tham gia những cái hoạt động khi mà các bạn là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen. Và hiện tại là rất nhiều bạn thí sinh cũng như phụ huynh quan tâm về các cái chính sách học bổng của trường Đại học Hoa Sen. Và cũng nhân đây cũng xin thông tin thêm là hiện tại trường Đại học Hoa Sen dành hơn 40 tỷ đồng với hơn 2.000 suất học bổng đang chờ đón các em. Hiện nay, không khí ở các trường đại học đã bắt đầu nóng dần lên khi chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2022 sẽ diễn ra. Ngoài phương thức xét tuyển bằng học bạ, trường Đại học Hoa Sen còn 3 phương thức xét tuyển khác là bằng điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển thẳng. Với đa dạng các phương thức, thí sinh có thể mở ra cánh cửa đại học với những ngành nghề mình mong muốn rất dễ dàng. Điều quan trọng là các thí sinh phải hiểu rõ về sự lựa chọn cũng như mong muốn của bản thân trong tương lai. Em đã tìm hiểu về trường là một ngôi trường có châm ngôn là tôn trọng sự khác biệt, cùng với lại là những cái chương trình đào tạo rất là tiên tiến, những cái giảng đường mà không có bục giảng, chỉ có giảng viên tương tác với sinh viên trực tiếp. Thì em thấy rất là thích môi trường đào tạo theo kiểu quốc tế như thế này. Thời điểm này, tại các trường đại học vẫn đang tiến hành nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh. Ngay sau khi có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các thí sinh cần theo dõi sát thông tin tuyển sinh để có thể nộp hồ sơ vào các trường một cách chính xác và đầy đủ nhất.